Dạ, đề thi có câu thơ hỏi: sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Rồi con biết gió bắt đầu từ đâu không? Gió bắt đầu từ gia sùa trong Liên Minh Huyền Thoại và gia ta trong Liên Quân Mobile dưới đâu? Giời ơi, đây là hậu quả của việc Nata chơi game quá 180 phút một ngày đêm mà. Tại tiệm tạp hóa con thỏ, rất nhiều người đến xếp hàng để mua sô-cô-la. Ngày thì sắp đến, mùa ngày kích kết bùa thi, có cầu chúc may mắn cho 6 môn, thì là đủ, mài vô. Thể chiến lược kinh doanh bán tặng kèm bùa may mắn của con thỏ rất là thành công, nên con nên nghiên cứu học hỏi và làm theo. Ngày thì sắp đến, mùa ngày nón cối, có cấu trúc làm bùa may mắn đi, mọi người ơi. Rồi ôi, người ta thi tốt nghiệp chưa có kết quả, mà con nên lại đi bán nón cối cho họ. Khác gì mày bảo người ta sẽ rớt đại học để đi nghĩa vụ quân sự đâu. Bà ơi, con thi xong rồi nè. Ha ha, giỏi lắm con trai. Làm bài được không? Dạ không. Ủa, không làm bài được mà sao mày vui như tết thế? Nhưng con có chỉ bài cho cả phòng. Trời ơi, thằng Nata này đã ngu mà còn nguy hiểm thật đấy. Một hôm, thằng Tỷ đi ngủ nhưng lại để một cánh tay đưa ra ngoài màn, và thế là bị lũ mùi chất đầy tay. Ngon, nhưng dường như điều đó đã nằm trong sự tính toán của thằng Tỷ Đu. Trời ơi, thì ra thằng Tỷ Đu để mùi chất tay mình là cách để nó đánh bừa đáp án trong môn trắc nghiệm mà. Thông minh, thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Vừa vào phòng thi, con nẻ liền vò những tờ ni lông chứa những hạt khí mà người ta thường dùng gói hàng để chống va đập. Sau khi vò tờ ni lông đấy, có những hạt khí đã bị nổ. Và con nẻ đã đánh bừa một trắc nghiệm theo trên tờ ni lông này. Không biết cách này có hiệu quả không, nhưng khi vò và bóp tờ ni lông này, nó sẽ kêu tạch tạch tạch, nghe vui tai lắm. Nếu cảm thấy mệt quá, mẹ cho mượn bờ vai, thì thầm mẹ nói nhỏ, thì rớt nhận bạt tai. Có một ông bố nọ đang đột hết đống sách vở của con trai mình. Bố à, sao lại đột sách của con? Thi cử xong rồi, cứ bỏ hết đi, bố chỉ muốn con thật nhẹ nhõm. Nhưng cái này, con để dành năm sau thi lại mà. Hôm nay đề thế nào hả con? À, nay đề về 38, mà con lại đánh 83, mắc nhỏ. Trời ơi, ông bố hỏi đề thi, chứ có hỏi về số đề đâu cơ chứ. Ở trong phòng thi, anh chàng ngồi bàn thứ hai đã làm được 2 tờ. Nhưng anh chàng ngồi bàn đầu vẫn loay hoay đọc đề, mặc dù anh ta có mang theo xúc xắc để làm bài thi. Thầy ơi, cho em xin thêm tờ giấy. Thầy ơi, cho em xin thêm cái đề. What the hell? Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.